xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát đô nha bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 19 của bộ truyện cầu ma tác giả nhĩ căng à, được mang tên là đạp nguyệt chiến đấu qua phần diễn đọc của lát đô thì bây giờ lát cũng xin nói sơ qua nội dung tập trước luôn ở tập trước thì um, ô sơn bộ lạc di chuyển từ um, ô sơn di chuyển đến phòng quyến bộ lạc thì trên đường đi bị hát sơn bộ lạc tập kích rất là nhiều à, vì vậy mà đến cuối cùng hôm qua thì um, người ưu sơn bộ lạc người có thể chiến đấu còn sót lại đếm trên đầu ngón tay còn lại chỉ là người không thể chiến đấu được sau đó thì lại tiếp tục tách ra bọn họ đến phong quyến sơ phong quyến bộ lạc còn tu minh cũng như a công cũng như mấy người chiến đấu được thì ở lại để chặn đường nhưng mà cũng thời gian này thì phát hiện ra là sơn ngân là kẻ phản bội đã ra tay đánh lén nam tùng làm hại ông ta chết luôn sau đó thì lôi thần à, à, không có chết nhưng mà lôi thần quyết định sẽ đi tìm một nơi để tu luyện để cho nâng cao thực lực sau này mới quay trở lại. Còn về phía Tô Minh thì hắn quay ngược về đánh giết đám hắc sơn bộ lạc. Sau khi giết xong một đám hắc sơn bộ lạc thì Tô Minh mới quay trở lại đi tìm Sơn Ngân. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Tù mình chạy nhanh, thở gấp, nương theo dấu vết để lại trên mặt đất, dựa vào thuật truy tìm từ nhỏ ở trong rừng tự nhiên học được, tìm kiếm sơ ngân. Hắn phải tìm ra người này, đại biểu Nam Tùng, tất cả tộc nhân U Sơn Bộ Lạc, những khuôn mặt quen thuộc chết trong cạm bẫy, hỏi sơ ngân là vì sao? Tiếng nổ trên trời vẫn đang vang vọng, tù mình biết, A Công hiến tế sinh mạng bám chặt tức độ hắc Sơn Bộ Lạc, trận chiến đến nay còn đang tiếp tục. Ông dùng tất cả điều mình có thể làm để bảo vệ an toàn cho tộc nhân, tô minh câm lặng nhưng sự cố chấp và kiên quyết trong mắt chẳng hề giảm bớt tô minh đuổi theo manh mối sơ ngưng để lại chạy nhanh truy tìm trên đường đi tô minh nhìn thấy từng cái xác những cái xác này đều là tộc nhân lúc trước di chuyển lựa chọn ở lại nhìn những tộc nhân này lòng tô minh đau đớn cùng lúc đó còn có tôn trọng đi qua bên cạnh thi thể tộc nhân bước chân tô minh ngừng lại ở sâu trong rừng phía trước hắn là một cái cây to dưới cây to tựa một thanh niên đôi tay gã rũ xuống bên tay phải có huân làm bằng xương bên trên máu khô bịt kín mấy cái lỗ Tu minh đi tới gần nhìn liễu địch đã chết xác cứng ngắc hai mắt trống rỗng nhìn lên trời không biết trước khi chết gã ngắm cái gì có lẽ tựa như tán ca của ô sơn bộ lạc gã đang hỏi bầu trời xanh là ánh mắt ai sao nhấp nháy ban đêm là thuộc về ai nhìn liễu địch tu minh từ từ ngồi xổm xuống nhặt lấy huân đặt trong ngực hắn không thể quên rất nhiều buổi tối bộ lạc yên tĩnh vang vọng tiếng thổi rền rĩ khiến cho hắn hơi bất mãn thậm chí có vài lần hắn muốn đi tìm gã tính sổ nhưng mà kiềm chế lại mà hôm nay tu minh nhắm mắt lại hắn rất muốn rất muốn được nghe người thổi khúc nhạc da diết đó tu minh rời đi hắn chạy rất nhanh mang theo vô số sợi tơ bay đằng sau dưới ánh trăng chạy nhanh tới trước đi theo dấu chân sơ ngưng trên mặt đất dấu chân của sơn ngưng rất loạn đại biểu gã chẳng những bị thương nặng mà lòng cũng rối rắm cho nên lúc trốn chạy đã quên xóa dấu vết cũng có thể gã không ngờ rằng có một người truy đuổi không bỏ nếu không thì sơn ngưng là khôi thủ đội sang ô sơn bộ lạc gã quen thuộc rừng cây không thua gì tô minh trận truy đuổi này vẫn đang tiếp tục kéo dài khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen trăng tròn trên trời ánh trăng sáng ngời các ngôi sao xung quanh đều ảm đạm dù là sương khối cuồn cuộn truyền ra tiếng nổ cũng không thể che lấp. Tu Minh đi tới khe rảnh lúc trước A à Công vạch ra ngăn cản bước chân của người hát sơn bộ lạc truy sát. Từng sáng kia đã không còn tỏa sáng nữa. Trên mặt đất, Tu Minh nhìn thấy Âu Lạp, cô yên tĩnh nằm đó như đang mỉm cười. Nhìn Âu Lạp, Tu Minh nhẹ nhàng tới gần, ngắm khuôn mặt trắng bệt không thành hình, bên tai như còn vang vọng lời Âu Lạp nói trước khi chết. Người là mặt tu sao? đứng bên cạnh xác ô lạp thật lâu sau tu minh mạnh đạp bước lao ra ngoài đi qua chỗ đó tu minh tới nơi giết chết tức túc không thấy xác tức túc đâu chắc đã bị người ta lấy đi rồi một đường chạy nhanh từng hình ảnh tu minh trông thấy khiến cho hắn như trở lại trận chiến thảm khốc kia khiến cho hắn khắc ghi trong tim mãi cho đến khi hắn tới chỗ làm cả người hắn run rẩy nơi này vẫn nằm trong rừng trước mặt tu minh hắn trông thấy đầy đất thịt vụng, chỉ có trên mặt đất một ít sợi tóc bạc cho tu mình biết đó chính là những người già hắn quen thuộc. Đây là chỗ lúc bộ lạc di chuyển rời khỏi chốn đặt cạm bẫy. Các người già trong bộ lạc tròn ở lại, những ông lão đã không còn hơi thở. Gió thì lường thổi qua mặt đất, thổi tuyết bay lên và một vài sợi tóc bạc. Họ muốn A Công đưa cho vật có thể tự nổ xác thịt, dùng mạng sống còn dư, cười nói chuyện quá khứ thời trẻ. Khi truy binh hắc sơn bộ lạc đến thì không sợ cất tiếng cười to, hóa thành từng tiếng nổ. Tù Minh cuối gặp người trước cái mảnh đất này. Những người già bình thường trong tộc tựa như manh sĩ đã chết trận khiến người kính trọng. Im lặng nhấc chân lên, Tu Minh đi qua mảnh đất đó. Trên đường hắn nhặt năm mũi tên của tiễn thủ, bỏ chúng sau lưng lại, đuổi theo tiếp. Hắn tới chỗ chiến đấu chết nhiều người nhất, cũng là nơi thảm thiết nhất, nơi này là hát sơn bộ lạc đặc bẫy. Nhìn chỗ đặc bẫy, Tu Minh càng oán hận sơn ngưng. Trên mặt đất có rất nhiều xác chết, đặc biệt là trước mặt Tu Minh, có mười mấy thanh niên trong bộ lạc vốn chỉ biết ăn chơi họ không sờn lòng lao ra ngoài khiến lòng tô minh đau nhói hắn đuổi theo dấu chân của sơn ngân dấu chân cho tô minh biết thứ hắn thấy thì lúc sơn ngân chạy trốn cũng thấy thậm chí ở những chỗ đó dấu chân sơn ngân rõ ràng sâu hơn dường như gã từng tạm dừng tại đây sơn ngân chỗ người đi sẽ là nơi đó sao tô minh thì thào vẻ mặt phức tạp lúc hắn còn rất nhỏ sơn ngân chính là khôi thủ đội săn bộ lạc thậm chí giống như tiễn thủ vậy đều là cường giả và trưởng bối các lạp tô ngưỡng mộ tính cách của hai người khác nhau tuy tiễn thủ thì khiến cho đám lạp tô yêu thích hơn nhưng mà sơn ngân lạnh lùng cũng khiến cho các lạp tô vừa sợ vừa thấy có thể dựa dẫm có lẽ gã không thể không lạnh lùng làm khôi thủ đội săn bảo vệ u sơn bộ lạc cung cấp đủ thực vật khiến cho đa số thời gian gã ở bên ngoài giết chóc giả thú Sơn Ngưng đã thấy quá nhiều máu me, có lẽ cũng biết cười, nhưng nụ cười này thường là lúc các tộc nhân có đủ thức ăn, không bị đói chết, cất tiếng hoang hô, mới xuất hiện trên mặt Sơn Ngưng ẩn trong bóng tối thôi. Đa số tộc nhân không nhìn thấy nụ cười của gã. Người như vậy thì sao phải phản bội tộc nhân? Tù Minh im lặng, đi qua chỗ đặt bẫy, hắn không nhìn dấu chân trên mặt đất, hắn đã đoán được hiện tại Sơn Ngưng ở đâu. Đi qua chỗ cạm bẫy, dưới đêm trăng, Tu Minh đằng trước, hóa thành cầu vòng đỏ dần dần thời gian trôi qua trước mắt tu minh xuất hiện nóc nhà mơ hồ trong đêm tối nơi đó từng có tiếng cười có vui sướng và hạnh phúc mỗi ngày ban đêm sẽ có đống lửa chiếu sáng xung quanh có các tộc nhân nhảy múa có đám lạp tô chơi đùa đêm khuya nơi đó chất chứa ký ức 16 năm của tu minh nhưng hôm nay đã là cảnh tiêu điều hoang tàn phế tích nơi đó chính là ô sơn bộ lạc của họ dưới ánh trăng theo tu minh tới gần hắn trông thấy trung tâm bộ lạc không còn cửa lớn trên mặt tuyết hỗn loạn có một gã đàn ông quỳ ở đó đang khóc tiếng khóc của gã trong đêm yên tĩnh rất rõ rệt vang vọng bốn phía tiếng khóc lộ ra vẻ bi thương cũng phải khiến cho tu minh ngừng bước chân lại bi thương này là thực sự hay sao tu minh siết chặt nắm tay kiên quyết đi tới khi hắn tới gần đi qua cánh cửa bộ lạc hoang tàn cách gã đàn ông đang khóc một trăm mét thì tu minh ngừng lại Hắn nhìn bóng lưng của gã đàn ông, nghe tiếng khóc thống khổ, thấy quê hương đã mất ở trước mặt, tim tu minh như bị đau đâm sâu vào. Vì sao? Tu minh đứng trong bộ lạc đã hoang tàn, nhìn gã đàn ông đang khóc, câu hắn hỏi không được đáp lại. Gã đàn ông kia chính là Sơn Ngân, gã rơi lệ quỳ giữa bộ lạc, vẻ mặt thống khổ, xen lẫn phức tạp và ấy nấy, có cả bi thương. Tu minh im lặng, hắn không ra tay, như đang chờ Sơn Ngân trả lời. Thật lâu sau khi gió lạnh tiếp tục thổi lướt qua mặt đất, Khiến cho vật dụng bay thành vòng Thì Sơn Ngân ngừng khóc Chậm rãi đứng dậy, ngoái đầu nhìn Tô Minh Đôi mắt kia đỏ rực, mỏi mệt Ánh mắt quen thuộc giờ đây biến thành xa lạ Người vốn thân quen này Thành kẻ phản bội U Sơn Bộ Lạc Nếu không phải gã, Bộ Lạc sẽ không thương vong thảm như vậy Là ngươi nói cho Hắc Sơn Bộ Lạc đường đi của chúng ta Tô Minh nhìn Sơn Ngân, vẻ mặt đau thương bước tới Lúc ta trở về, các người đang ở xung quanh Tiêu diệt trinh sát tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc lúc đó các người tách ra không ai chú ý ngươi đi đâu người không giết tục nhân hắc sơn bộ lạc trong khu vực của mình mà là nói rõ đường đi nước bước của bộ lạc tu minh tiếp tục tiến lên sương ngưng mặt tái nhợt cười thảm lão đảo lùi ra sau vài bước dường như không dám đối diện tu minh chất vấn cảm bậy ở chỗ đó giết chết rất nhiều tộc nhân của chúng ta từ đó về sau ngươi luôn kiềm chế không hành động mãi tới lúc quan trọng nhất ta lôi thần nam tùng gia gia dẫn ngươi ở lại Ngươi mới hành động trọng thương năm tùng gia gia đánh dở sắp đặt người thực sự muốn nhìn hát sơn bộ lạc đuổi kịp sau đó tàn sát tộc nhân sau tù Minh cất bước khàn giọng nói vẻ mặt sơn ngân càng đau khổ lần nữa lùi vài bước ta có hai điều không biết thứ nhất vì sao ngươi lại phản bội bộ lạc thứ hai ngươi không để cho bắc lăng và cha hắn ở lại là bởi vì ngươi không nắm chắc khi người trọng thương năm tùng gia gia xong Thì mấy người đó có thể ngăn cản bước chân của Hắc sơn bộ lạc Hay là vì lúc đó nghi ăn năn hối hận Thân thể tu minh chợt lóe đã tới gần sơn ngưng cách 20 mét Cho ta biết đi Vì sao Không cần nhiều lời Mặt sơn ngưng tái nhợt Lớn tiếng gầm rống Biểu tình thống khổ bi thương bùng phát Gã lùi vài bước nhìn chầm chầm tu minh không cần nói nhiều, không gì cái gì hết, không có. Sơn Ngân rơi lệ, nâng lên tay phải, bàn tay liền ánh sáng đỏ lượn lờ quanh cánh tay, chỉ hướng Tù Minh. Ngươi là Tù Minh cũng được, mặt tôi cũng được, cùng đi cho ta. Ta chưa thể chết được, cho ta 10 năm, 10 năm sau ta sẽ tự sáng tại đây. Đừng người tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không nghĩ tình cùng tộc. Lúc trước gã lạnh lùng, giờ không còn nữa. Hiện tại Sơn Ngân tựa như giả thú đang gầm rống, phóng người lên như muốn rời khỏi bộ lạc. Người đã phản bội tộc nhân thì nói cái gì tới tình cùng tộc hả? Khi người tổn thương năm tùng gia gia, có từng nghĩ nếu chúng ta đều chết bởi truy binh khi tộc nhân di chuyển, chờ đợi họ sẽ là cái gì không? Tù Minh nghiến chặt răng, tay phải giơ lên huyết lưng mâu, lao tới chỗ sơn ngưng. Thân thể Tù Minh hóa thành cầu vòng đỏ, sau lưng bền bùng vô số tơ răng, chớp mắt tới gần sơn ngưng, tiếng chứng vang lên trong bộ lạc đã từng hạnh phúc yên bình này. Trong tiếng chứng, sơn Ngân gầm lên, ánh sáng đỏ ở tay phải hóa thành thanh đao màu máu, va chạm trường mâu hình thành lực chấn khuếch tán xung quanh ô huyết trần sơn ngân lùi ra sau vài bước mặt trắng bệt phun ra một búng máu máu ở giữa không trung hóa thành xương đỏ bay thẳng tới chỗ Tu minh so về độ sâu tu vi thuộc ô huyết trần này càng hơn của Tu minh nhiều thuộc này vừa ra liền tràn ngập phạm vi mấy mét một khi rơi trên thân thể Tu minh sẽ như mũi tên sắc nhọn đâm vào người nhưng khoảnh khắc đầy trời mưa máu sắc bén tới gần mình bóng trăng trong mắt Tu minh lấp lóe hôm nay chính là đêm trăng tròn sau lưng tu minh bay ra vô số sợi tơ trăng trong thời gian ngắn co lại giây phút mưa máu đến thì tơ trăng ngưng tụ trước mặt tu minh hình thành bức tường tơ va chạm với mưa máu cơ thể tu minh rung rẩy sợi tơ trăng tan vỡ nhưng mưa máu như bị gió mạnh thổi tan theo mây khói cùng lúc đó khóe miệng sơn ngân chảy máu tươi cơ thể liên tục lùi ra sau vài mét gã nhảy vọt lên không chiến đấu tiếp mà định nhanh chân chạy trốn Tô Minh đâu thể nào để cho gã trốn thoát được Lập tức đuổi theo Nhưng mới tới gần thì Sơn Ngân mạnh xoay người Trong mắt lộ ra thống khổ Cũng có sát khí Tô Minh là người ép ta Sơn Ngân gào lên Gã nâng lên huyết đau Trong thời gian ngắn trên mặt gã lập tức có lộ ra thứ như là man văn Là man văn của riêng gã Man văn xuất hiện Cùng lúc đó sau lưng Sơn Ngân Không gian vạn vẹo huyển hóa ra một thanh đau to màu đỏ đầu rơi xuống, đau đỏ xuyên qua người gã mang theo sát khí mãnh liệt, chém hướng đầu Tu Minh. Một đau kia tuyệt diệu sắc bén là chiêu mạnh nhất của sơn ngân khôi thủ đại săn ô sương bộ lạc. Người và thú chết dưới một đau kia nhiều không đếm xuể. Bên cạnh Tu Minh, rất nhiều ánh trăng giáng xuống, bỗng chốc hóa thành từng sợi tơ quấn lấy thành đau muốn chém xuống. Nhưng khoảnh khắc chạm vào cái bóng đau thì sợi tơ đứt đoạn. Mắt thấy thành đào sắp giáng xuống, hai mắt Tu minh sáng người, tràn ngập ngọn lửa, giống như con mắt bị thiêu đốt vậy ngọn lửa xuất hiện thì Tu minh lập tức cảm giác trong người khí huyết nóng cháy dường như bên trong có ngọn lửa thiêu hủy đất trời dưới đêm trăng tròn mức độ nóng cháy kia hơn xa lúc trước nhiều Tu minh không gầm ra tiếng mà là hai mắt rực cháy nâng lên tay phải đánh một chưởng vào huyết đau chém xuống đầu toàn thương hắn trong chớp mắt bùng cháy ra ngọn lửa bao phủ quanh người dường như hình thành một người lửa to lớn người lửa hướng trăng tròn trên trời hút ngụm khí Giây phút này dường như ánh trăng trong trời đất bị hút lấy, khiến cho xung quanh thoáng chốc tối đi. Lửa! Tu Minh khẽ nói, trên đường truy đuổi thì hắn đã cảm nhận được, dưới trăng tròn, ngọn lửa tồn tại trong người chỉ cần hắn muốn thì sẽ tự động bùng phát ra. Người lửa theo tay phải Tu Minh đánh ra một chưởng, cái đầu mạnh đụng vào huyết đau, trong lúc va chạm, bóng dáng không còn giống người mà hóa thành biển lửa, thiêu đốt. Thanh âm đùng đùng chấn động đất trời, biển lửa và huyết đau cùng tan vỡ, Sơn Ngân lộ ra biểu tình khó tin, học máu, vốn gã đã trọng thương, bây giờ càng không thể chịu đựng, cơ thể bắn tung lên, ở giữa không trung lại phun ra bốn máu, loạn choạng chạy nhanh. Khóe miệng tu minh tràn ra máu tươi, máu rơi trên tuyết khiến cho mặt tuyết như có lửa thiêu cháy, bỗng chốc bị hòa tan. Mắt thấy Sơn Ngân định trốn, tu minh mạnh đạp ra một bước, huyết lưng màu trong tay mạnh ném ra ngoài. Tiếng rít vang vọng, huyết lưng mâu hóa thành con chim to màu đỏ đáp xuống đất chỗ sơ ngưng bỏ chạy phát ra tiếng nổ dấy lên lực chấn khiến sơn ngân tạm dừng gã vừa dừng lại thì tu minh giẫm đứt một cái lập tức tuyết bên cạnh có cái thanh dao găm bằng đá lúc trước tộc nhân thu dọn bỏ lại bắn lên cao bị hắn nắm trong tay thân thể chớp mắt đến gần sơn ngân đâm ra một nhát ta không thể chết vẻ mặt sơn ngân dữ tợn khoảnh khắc bị tu minh đâm tới thì năm ngón tay phải lóe ra ánh sáng đỏ hóa thành đau đỏ hai người gần như cùng lúc đâm vào cơ thể đối phương cho tao 10 năm, chỉ còn 10 năm thôi Sơn Ngân thở hồng hộc thống khổ gào Lúc ta còn nhỏ, ngươi là trưởng bối mà ta rất kính trọng Ta biết ngươi lạnh lùng là vì bất đắc dĩ Bởi vì trách nhiệm của ngươi rất nặng nề Ngươi phải bảo vệ bộ lạc Trong bộ lạc thì cần phải có người hiền hòa như tiễn thủ Cũng cần người lạnh lùng Cho nên ngươi chọn lạnh lùng Ta cần phải cảm ơn ngươi từng bảo vệ bộ lạc Nhưng ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi Bị ngươi phản bội Những tộc nhân đã chết sẽ không tha thứ cho ngươi khóe miệng tu minh chảy máu dán sát người sơn ngưng tay phải cầm đau đá mạnh rút ra lần nữa đâm vào đau này là những người già trong bộ lạc đã chết vì ngươi đau này là những tộc nhân vô dụng bảo vệ tộc trưởng mà chết đi vì ngươi đau này là của ô lạp đau này là dành cho liễu địch mắt tu minh trợn to mang theo đau thương không ngừng đâm ra hắn đâm mỗi một đau đều khiến cơ thể sơn ngưng rung rẩy khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, cũng rơi lệ trong đau thương và thống khổ. Một đau này là của năm tùng gia gia. Tu Minh nhìn bộ lạc hoang tàn, giữ chặt sơ ngân không để cho gã ngục xuống. Đẩy gã ra trước, tay phải cầm đau lại lần nữa đâm ra. Theo hắn xô đẩy, mặt tuyết dưới chân hai người thành vũng máu nhìn thấy ghê người. Kéo dài tới khi Tu Minh đẩy sơ ngân đụng vào cái rào trắng gỗ vây quanh bộ lạc, không bị hư hao quá nghiêm trọng. Rào trắng chấn động Cùng lúc đó Tô Minh lại đâm ra một đau Đau này là của A Công Còn đau này là gì ta Tô Minh nhỏ giọng nói Đem dao găm bằng đá đâm sâu vào ngực Sơn Ngân Sơn Ngân gục trên người Tô Minh Thân thể không ngừng co giật tia sáng trong mắt dần tối tăm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng Cả bộ lạc chỉ còn có hai người Như đang ôm nhau Tô Minh nhắm mắt lại Chốc lát sau hắn nhẹ nhàng lùi vài bước ra xác sơn ngưng ngã xuống đất hai mắt trống rỗng như không nhìn thấy tu minh Dễ dụa nâng lên tay phải rung lẩy bẩy lấy ra khối xương trước ngực đó là một khối xương rất nhỏ trông như là xương chân con nít vậy chợp lấy khối xương sơn ngân hai mắt trống rỗng chảy xuống giọt lệ lệ lăn dài gã đã tắt thở không còn sự sống tu minh lặng lẽ đứng đó nhìn sơn ngân ở trước mặt đối với kẻ phản bội u sơn bộ lạc lòng hắn rất phức tạp giết gã không khiến tu minh vơi bớt nỗi lòng ngược lại càng thêm nặng nề. Nếu không phải người này làm lỗi không thể không chết, thì ai mà muốn cùng tộc giết lẫn nhau? Nếu không phải gã sai lầm khiến cho thương vong đầy rẫy, thì ai muốn trơ mắt giết chết cường giả thổi nhỏ mình tôn kính? tu Minh nhìn đôi mắt sơn ngân trợn to, con ngươi trống rỗng nhìn hướng tu Minh không trông thấy, không biết trước khi chết suy nghĩ cái gì. Khối xương nhỏ cỡ tay con nít nhậm máu của sơn ngân bị gã nắm chặt, dường như là nỗi cố chấp sâu nhất trước lúc chết. Tù Minh không biết số cuộc tại sao Sơn Ngưng phản bội bộ lạc. Điều này không có đáp án. Hắn bước nhẹ tới trước, ngồi sớm xuống nhìn Sơn Ngưng đã chết. Trước mắt hiện ra cảnh người này vì các lạp tu trong bộ lạc lấy xương thú. Lạp tu vui sướng hoang hô, ánh mắt gã hiền hòa đầy ý cười. Tù Minh nâng lên tay phải vuốt đôi mắt trợn to của Sơn Ngân, khép chúng lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng như sợ quấy rầy linh hồn Sơn Ngưng khẽ thở dài, tu minh đang muốn đứng dậy nhưng tầm mắt liếc hướng khối xương trong tay sơn ngưng. là bởi vì thứ này sao? tu minh im lặng cầm lấy khối xương, hắn không nhìn ra vật này có thứ gì lặng lẽ bỏ nó vào ngực. tu minh đứng dậy nhìn xung quanh bộ lạc từng quen thuộc, giờ đã qua cái thời gian tối đêm rồi nhưng trên trời trăng tròn vẫn tỏa ra ánh sáng lóa mắt. ánh trăng sáng ngời rơi trên mặt đất, có tuyết phản chiếu khiến cho trời đất không hoàn toàn tối đen, có thể mơ hồ trông thấy cảnh vật. Hắn đang định rời đi, nhưng trước ngực bỗng hơi nóng lên, Tô Minh cúi đầu từ trong ngực lấy ra một thứ, vật này cũng là khối xương, nhưng là xương thú, chính là vật tộc trưởng U Sơn bộ lạc cho họ trước khi chia xa. Nếu vật này đã biến thành màu đỏ, chứng minh U Sơn bộ lạc đã hoàn toàn bình an rồi. Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười đã lâu không nở rộ, trong tay hắn xương cốt tỏa ánh sáng đỏ và hơi nóng. Tộc nhân an toàn rồi. Tu Minh hít sâu, nhưng lúc này phía xa trên đỉnh núi Hắc Viêm Sơn truyền đến một tiếng nổ trời sụp đất nứt. Tu Minh mạnh ngẩng đầu, lập tức trông thấy ngọn núi cách U Sương Bộ Lạc khá xa, đỉnh Hắc Viêm Phong đã vỡ ra, tiếng chấn vang vọng tám hướng, bởi vì đỉnh núi vỡ khiến Tu Minh ánh mắt theo đỉnh núi sụp xuống, trông thấy ở trên trời, tức đồ đấu với A Công. A Công đang rút lui, bóng dáng như là bị trọng thương. Sau lưng A Công sương đỏ cuộn cuộn ngập trời, mơ hồ hiện ra bóng nguyệt giựt trên nguyệt giựt đứng một người vóc dáng nhỏ bé trận đại chiến này đã kéo dài rất lâu màn công hắc sơn bộ lạc vốn tưởng dựa vào tu vi khai trận của mình là có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến nhưng khiến cho lão không ngờ được rằng mãi cho đến bây giờ mặt tang vẫn đang tử chiến quan trọng là theo lão thấy dù mặt tang chưa tới khai trận nhưng phát động rất nhiều man thuật. đều là thứ lão chưa từng gặp qua uy lực những man thuật này không ngờ có thể so sánh với khai trận nếu không phải lão có những cái cách tà man lúc chiến đấu không ngừng hút sức sống từ mặt đất thì trận chiến này sẽ càng gian khổ rồi hiện tại mặt tang bị bắn ra tức độ mạnh nhảy khỏi nguyệt dực lao thẳng tới a công lão không dám dùng nguyệt dực do man văn biến thành để tấn công dù sao lúc trước từng xuất hiện việc không thể khống chế nguyệt dực điều này đã để lại ám ảnh trong lòng lão cũng có chút kinh hoảng lão thậm chí không biết vì sao man huyết trong người càng thêm sôi trào như không bị khống chế muốn tuôn khỏi người lão đây chỉ là thứ yếu khiến tất độ sợ nhất là trong lòng không ngừng nảy ra xúc động. Xúc động này không phải đến từ lý trí mà do huyết mạch lôi kéo, như là muốn quỳ lại chỗ nào đó trên mặt đất. Nếu không phải lão lấy tu vi khai trận miễn cưỡng đè nén, trận chiến này vốn không thể tiếp tục nữa. Tu Minh đứng trong bộ lạc, thấy hình ảnh này thì lặng lẽ nhảy vọt tới ngọn núi. Tu Minh không thể bay, không thể tham gia trận chiến ở trên trời, nhưng hắn có thể đi ô sơn, đứng ở đỉnh cao nhất, bởi vì chỉ có ở nơi ấy là gần với trời nhất. Chỉ có tại đó hắn mới có khả năng giúp đỡ cho A Công. Tô Minh lặng lẽ chạy nhanh, hai mắt lấp lóe tia sáng kỳ lạ. Sau lưng bay ra vô số tơ trăng, tựa như ánh trăng đang bay vậy. Bộ lạc đã an toàn rồi, mình có thể không cần quan tâm nữa. Lấy tù gì của mình không thể nào tham gia trận chiến ban công, có lẽ sẽ làm A Công phương tâm. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hắn không còn chỉ biết gầm trống như trước, dù vẫn sốt ruột nhưng bình tĩnh đối diện tình hình hiện nay. Nếu không phải trước đó đã từng dùng thử ý chí khống chế được Nguyệt dực Chắc chắn mình sẽ không đi Nhưng trước mắt bây giờ có lẽ mình có thể giúp đỡ cho A Công rồi Cả người tu minh hóa thành cầu vòng đỏ Mang theo nhiều sợi tư trăng vọt hướng rừng cây Ở chỗ gần với bầu trời nhất Cũng là gần trăng tròn nhất Huyết hỏa trùng trùng Luồng ánh sáng đỏ xẹt nhanh qua rừng cây Ý nghĩ này không phải mới hiện ra trong độ tu minh Lúc trước khi lần đầu tiên hắn thấy nguyệt dực xương đỏ xuất hiện sau lưng tức đồ hát sơn bộ lạc, thấy manh văn nguyệt dực giữa trán tức đồ thì đã mơ hồ nghĩ tới rồi trải qua chuyện khống chế được nguyệt dực ý nghĩa này không còn mơ hồ nữa mà biến rõ ràng trong năm ngọn núi âu sơn có rất nhiều nguyệt dực mình từng ở âu sơn huyết hỏa trùng trùng thì mơ hồ cảm giác nguyệt dực táo bạo nếu mà mình đoán không sai vậy dưới trăng tròn trên âu sơn mình thử huyết hỏa trùng trùng rất có thể càng khiến nguyệt dực xôn xao gián tiếp ảnh hưởng đến tức độ hắc xương bộ lạc rõ ràng là tu luyện thuộc hỏa mạnh trong mấy ngày bộ lạc gặp chuyện tu minh đã học cách không xúc động nữa học bình tĩnh và im lặng hắn không chọn hát phim sơn mà chạy nhanh tới âu long sơn cầu vòng đỏ thường lấp lóe khoảng cách rất xa trong rừng thoạt nhìn tựa như giải lụa đỏ không ngừng pháp phới theo thời gian trôi qua rất nhanh cầu vòng đỏ đã xuyên qua cánh rừng theo con đường quen thuộc tới gần âu long sơn trong năm ngọn núi âu sơn tu minh không nhớ rõ mình đã leo lên ngọn núi này bao nhiêu lần gần như nhớ rõ ràng mỗi một vị trí trên núi khoảnh khắc tới gần chỉ thấy cầu vòng đỏ đột nhiên bắn lên nhảy vọt vài cái đã leo lên núi chẳng hề tạm dừng chớp mắt hướng lên đỉnh núi tô minh dùng hết tốc độ nhưng bởi vì leo hướng sau lưng núi nên tức độ và a công mặt tăng chiến đấu trên trời không để ý thấy hành động của tô minh ở trên ngọn núi ô long sơn không xa hai người tập trung chiến đấu trên cao vốn không thể chú ý xung quanh nhưng tức độ không biết vì sao đột nhiên xuất hiện cảm giác lo sợ bất an màn huyết trong người càng lúc càng không thể khống chế máu như đang sụt sôi khiến cho lão hoảng hốt vội vàng lùi ra sau lần nữa chia ra một ít khí lực đi cưỡng ép đè lại vẻ mặt lão biến hóa lộ ra kinh hãi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tức đồ thầm chấn kinh nhưng lão không kịp nghĩ nhiều a công mặt tang đã nhân cơ hội tới gần lần nữa phát động công kích hiện giờ ông đã là nó mạnh hết đà cực kỳ mệt mỏi nhưng chiến đấu đến tận đây không phải ông muốn đi là được đặc biệt là kinh nam phong quyến mãi giờ chưa tới khiến cho lòng mặt tang có chút bất an và cảm giác nguy hiểm. Hiện tại tu mình thoăn thoát phóng lên Âu Long Sơn, đi hướng đỉnh núi, khi hắn đi qua từng khe hở của ngọn núi thì mơ hồ cảm nhận, sâu trong khe, nguyệt dực xung sau. Suy nghĩ của mình chắc là không sai. Mắt tu mình chợt lóe tiếp tục leo lên, không lâu sau hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất Âu Long Sơn, gió núi rít gào thổi bay mái tóc hắn, thổi độ da thú rách mướp phần phực bay. Nhưng hắn đứng thẳng ở đó nhìn lên trời, bầu trời chỗ hắc viêm sơn cuồn cuộn sương đỏ, bên trong có hai bóng người nhanh chóng tách ra lại dính vào hỗn loạn tiếng nổ và tiếng rắn đen gầm có cả áp lực giáng xuống đó là khi a công và tức độ thi triển man thuộc thì khiến xung quanh biến đổi hít sâu tu minh khoanh chân ngồi mạnh ngẩng đầu nhìn trăng sáng ở trên trời trăng tròn tròn ánh sáng rực sáng rơi vào mắt của tu minh khiến máu trong người hắn vừa bị đốt cháy a công để con giúp người hai mắt tu minh càng lộ rõ bóng huyết nguyệt theo máu sôi sục cảm giác nóng cháy tràn ngập toàn thân ngay lúc đó hắn nâng lên tay phải cắn rách đầu ngón tay xông bôi vào con ngươi trái huyết khỏa trùng trùng lần thứ tư máu tươi ngay khi ngón tay hắn bôi vào con ngươi trái u long sơn dưới thân tu minh lập tức chấn động chấn động vừa xuất hiện lại khiến cho cả năm ngọn u sơn đều rung động cùng lúc đó bên trong năm ngọn u sơn tất cả nguyệt dược đều kích động gào thét muốn lao ra khỏi cái cây đỏ mà chúng nó đang trú ngụ muốn vuốt chúng điên cuồng cào thân cây con mắt đỏ rực mang theo hưng phấn khó tin rít gào chúng nó muốn xông ra muốn bái lại vua của chúng cũng giây phút này trên trời tức độ ở trong sương đỏ đối với mặt tang bỗng rung lên lão mau chóng lùi lại vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hoàng Mạnh huyết trong người lão trở nên khó khống chế không ngừng va chạm bên trong tâm của lão tràn ngập rung động khiến cho lão không thể tự chủ muốn quỳ lại hướng ô long sơn sao có thể như vậy được tức độ vén mái tóc xõa tung khóe miệng chảy máu tươi cưỡng ép kiềm chế sự xúc động làm cho lão hoảng sợ cùng lúc đó trong mắt của lão ảnh ngược ra một cái bóng dáng gầy yếu ngồi xếp bằng trên u long sơn trong mắt tức đồ lộ ra sát ý mãnh liệt lão vừa liếc mắt liền biết khiến mình có cảm giác kinh khủng như vậy chính là bóng người trên u long sơn lão định tới gần hiện tại a công đã nhận ra tức đồ khác lạ Trong thấy tù mình trên u long sơn thì đôi mắt biến nghiêm túc phóng người tới cản trở đường tới của tức đồ lấy thân thể mệt mỏi lần nữa chiến đấu tức đồ phẫn nộ gầm lên sau lưng sương khói cuộn cuộn bây giờ ngưng tụ lại bỗng nhiên hóa thành một nguyệt dực duỗi cánh có thể che trời nguyệt dực nhìn chỗ tu minh ở vẻ mặt đau khổ dễ dụa trong người nó có hai loại ý chí một là đến từ tức đồ một là đến từ vong hồn hỏa manh vốn có khiến cho nó muốn kính lại người đốt cháy huyết hỏa hai mắt tu minh nhìn trăng trên trời trăng ở trong mắt hắn là màu đỏ rực cơ thể hắn run rẩy ngón trỏ tay phải vẫn rất khó bôi máu tộc hỏa manh dạng năm trước Tù mình ta học được thuộc hỏa manh Hôm nay tại U Sơn này huyết hỏa trùng trùng Tái hiện hỏa manh Nếu hỏa manh của linh thiên sao không phù hộ ta Tù mình biểu tình kiên quyết Thì thào Ngón trỏ tay phải mạnh vạch ra Mắt trái đầu nhất bùng phát lửa ngập trời Tù mình đã trùng trùng mắt trái Khoảnh khắc mắt trái bị bôi vào Năm ngọn núi U Sơn lần nữa chấn động Lần này chấn mạnh hơn lần trước gấp vài lần Thậm chí có nhiều đá vụn lăn xuống dưới Dường như trong ô sơn đang vụn vẫy như có một người khổng lồ ở dưới ô sơn muốn đứng lên. Tức độ chiến đấu với A Công mặt đang hiện giờ phát ra tiếng hét thê lương, miệng mũi chảy máu, cả người bắn ngược ra sau, hai mắt đỏ rực. Còn người xuất hiện bóng trăng mơ hồ. Hôm nay trong lão cực kỳ thê thảm, tóc tai bù xù, đẫm máu, mắt A Công mặt đang chợt lóe, bám dính không tha. Cùng lúc đó cơ thể nguyệt dược to lớn trên trời rung lẩy bẩy, phát ra tiếng gào sắc nhọn, dường như hai ý chí trong người đang va chạm kịch liệt. Di hăng nguyệt dực cho mạnh huyết của ta biến thành Di hăng Tức đồ lớn tiếng rống to, tay phải nâng lên mạnh vỗ ngực của mình, bỗng chốc đồ đằng nguyệt dực giữa trán lão tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nguyệt dược cũng rống lên, hai mắt dần không có sự dễ dụa nữa mà lộ ra ánh mắt sát khí giống tức đồ, vỗ cánh một cái bay thẳng tới tù mình trên ô Long sơn. Ngay sau đó tức đồ lùi lại, đôi tay duỗi thẳng, lập tức trên mặt đất bốc lên từng luồng khối trắng bay thẳng tới chỗ lão, như đang chữa thương cho mình, lão mạnh vọt tới trước và chạm với mặt tăng tiếng nổ vang vọng mặt tăng mặt tái nhợt nhưng cắn răng chống cự nguyệt dược to lớn ở trên chân trời xa có tốc độ cực nhanh như là mây khối cuộn cuộn mang theo sát khí chớp mắt tới gần ô long sơn gào thét hóa thành gió mạnh như muốn thổi bay ô long sơn nhưng giây phút nó lao tới tu minh ngồi xếp bằng đứng bật dậy hai mắt lộ ra bóng huyết nguyệt nhìn chăm chăm nguyệt dược to lớn tới gần lùi lại tu Minh bình thản nói, đầu ngón tay phải rời khỏi mắt trái, đặt ở mắt phải, lạnh lùng nhìn nguyệt dược to có thể sánh bằng với ngọn núi. Thân thể tu Minh gầy yếu so với nguyệt dược to lớn thì chẳng chút bắt mắt, nhưng bây giờ hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo lại khiến cho thân thể to lớn của nguyệt dược rung lên. Nó bỗng ngừng cách tu Minh 10 mét, ánh mắt sát khí biến thành dễ dụa, lộ ra thống khổ. Hình ảnh này khiến cho A Công mặt tan lộ ra biểu tình khó tin, càng khiến tức độ cả người rung lẫy bẫy, giống như lão chính là nguyệt dực cảm nhận uy hiếp không thể hình dung từ bóng dáng gầy yếu trên ô long sơn dâng lên trời tức độ rung rẩy một quyền đánh bay mặt tăng quấy rối trắng đầu lưỡi phun ra bún máu tay phải lão mạnh bóp giữa trán theo một tiếng gầm cứng rắn kéo xuống một miếng thịt có độ đằng nguyệt dực bị máu tươi bao phủ bốc cháy lên tỏa ra nhiều sương đỏ cùng lúc đó nguyệt dực cách tô minh 10 mét cả người nhanh chóng bốc cháy thành biển lửa trong mắt nó không còn dãy dụa mà là lao thẳng tới tu minh nó màu chóng vượt qua khoảng cách 10 mét xem bộ dạng thì như muốn nuốt lấy tu minh vậy, tu minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ngay khi nguyệt giựt sắp nhào tới, thì ngón trỏ tay phải bỗng xẹt qua mắt phải, trời đất biến đổi, mây gió cuồn cuộn, dưới chân vang lên tiếng ô long sơn chấn động. Huyết hỏa trùng trùng lần thứ tư, nhưng lần này cơ thể tu minh không tăng thêm sợi máu. Ô long sơn dưới chân hắn rung động kịch liệt. Trăng trên trời không chỉ biến thành sắc hồng trong mắt tu minh, mà là ở trong mắt của mọi người đều biến thành đỏ. Đêm huyết nguyệt. Vì phút huyết nguyệt xuất hiện, tám phương ưu sơn rừng cây dài bất tận, các tộc nhân hắc sơn bộ lạc trốn tránh không muốn chiến đấu, sau khi thấy huyết nguyệt thì kinh hoàng, phát ra tiếng kêu sợ hãi đến cực độ. H huyết nguyệt, sao lại xuất hiện huyết nguyệt rồi? Chẳng phải mới thời gian ngắn trước xuất hiện huyết nguyệt rồi sao? Sao sao lại sao lại huyết nguyệt nữa rồi? Không chỉ các tộc nhân hắc sơn bộ lạc trong rừng, trong hắc sơn bộ lạc cũng vang vọng thanh âm kinh hoàng tuyệt vọng. Những tộc nhân ở lại run rẩy trốn tránh, Bên ngoài phong quyến bộ lạc, tộc nhân ô sơn bộ lạc đang di chuyển. Xung quanh họ có 10 man sĩ phong quyến lấy dịp vọng dẫn đầu. Họ nhận mệnh lệnh của tộc trưởng tới trợ giúp ô sơn bộ lạc. Lúc gặp trên đường thì hộ tống tộc nhân ô sơn, hiện giờ họ cũng trông thấy huyết nguyệt trên trời, đều biến sắc mặt. Còn có ô long bộ lạc cũng thấy huyết nguyệt này, một mảnh xung sau kinh hải. Giữa không trung ô sơn, khi tức độ trông thấy huyết nguyệt thì cả người ngây ngẩn, nhưng lập tức mắt lộ ra vui mừng. Lão không sợ huyết nguyệt, thân thể chật động, song hướng mặt tăng khiến cho ông liên tục lùi ra sau, khóe miệng chảy máu tươi hóa thành giọt máu văng khắp nơi. Ông bị tức độ dùng man thuật nào đó đánh trúng, khiến cho A à Công văng ra ngoài, lão đang định đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm phẫn nộ truyền ra từ đỉnh U Long Sơn như sấm sét bủa dăng. Tức độ! U Long Sơn chấn động kịch liệt, đá núi lăn xuống hình thành tiếng chấn, rừng cây dưới chân núi dấy lên bụi đất, thổi bay tuyết động, hình thành cái vòng xoáy lấy U Sơn làm trung tâm, từng tiếng thét vang vọng chỉ thấy trong khe hở trên núi vang từng tiếng gào và cánh vỗ đập lộ ra đôi mắt đỏ như máu ngay sau đó từng con nguyệt dược lao vụt ra mắt chúng đỏ hồng từ xa nhìn tựa như che lấp trời đất vô cùng tận ngay sau đó hắc viêm sơn và ba ngọn núi khác toàn bộ ô sơn đều lung lay nguyệt dược bên trong xé rách thân cây đỏ bao phủ chúng nó lao vọt ra ngoài hình ảnh này tựa như tận thế là mỗi năm một lần huyết nguyệt hiện ra đầy trời đều là nguyệt dược bay nhanh xem số lượng không dưới vài vạn vòng quanh người tô minh bao hắn vào trong từng tiếng rít kinh thiên động địa mắt chúng có kích động có hưng phấn chúng vòng quanh tiếng gạo như kính bái quay quanh tô minh giống như hắn chính là vua của chúng vậy tức đồ độ chấn động tinh thần mạnh ngẩng đầu trong thấy hình ảnh này sắc mặt biến đổi lộ ra rung động chưa từng có lão thấy trời đất tràn ngập vô số nguyệt dực thậm chí quên cả hít thở như sát đánh bên tai ngay ra như phỏng lão có thể cảm nhận được từ người tu minh tồn tại thuộc hỏa manh mãnh liệt đó là hỏa manh chính bản so với mình nhờ người ngoài hỗ trợ có được thì chênh lệch như trời với đất vậy cái này cái này cổ họng lão phát ra tiếng nuốt nước miếng không thốt thành lời hai mắt lão bóng răng mơ hồ kém xa tu minh nguyệt dược to lớn tới gần tu minh ở khoảnh khắc này hoàn toàn biến mất sát khí ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt và kích động cũng vòng quanh ô long sơn ở dưới chân tu minh Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt không lộ ra ngoài ý muốn. Bên tai hắn là tiếng gào kích động, trước mắt đều là bóng nguyệt dược lấp lóe. Thậm chí khi hắn nâng tay lên, có một nguyệt dược lập tức đáp xuống, ở trong bàn tay của hắn như là đang quỳ, mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt. Bây giờ hắn có cái loại cảm giác kỳ lạ, dường như mình có thể khống chế đám nguyệt dược này, có thể khiến cho chúng chiến đấu vì mình. Hắn cảm nhận được đám nguyệt dược hưng phấn, cảm nhận được chúng nó kích động, cảm nhận được chúng có khát vọng vinh quang xa xưa. Tu Minh siết chặt nắm tay, tiến lên một bước, lập tức nguyệt dược bên cạnh tự động tránh ra một con đường, để Tu Minh vừa động liền tới mép núi ô Long Sơn. Hắn không ngừng lại mà bước ra một bước giữa không trung. Khoảnh khắc chân phải đạp xuống, hắn không rơi xuống, dưới chân hắn liền có một nguyệt dược bay tới để cho hắn đạp lên người đó, chống đỡ thân hình Tu Minh, khiến Tu Minh như đang đi trên trời. Tu Minh không ngừng lại, mạnh ngẩng đầu, mắt lộ đã cố chấp và kiên quyết hắn phải giúp đỡ A Công, phải cùng A Công chiến đấu với tức độ đáng chết. Đối với tức độ, tu minh hận thấu xương là người này phát động chiến tranh, là người này khiến cho tộc nhân đau thương rời khỏi quê hương. Khi di chuyển thì liêu mạng phản kháng, tất cả đều là do tình khốn tức độ này gây ra. Mang theo thù hận, cố chấp, tu minh ở giữa không trung hướng tới tức độ phía xa, cả người hóa thành cầu vòng máu, sau lưng vô số sợi tư trăng bay phức phới. Hắn không biết bay nhưng bước ra từng bước sẽ có nguyệt dược xuất hiện ở dưới chân, cực kỳ chính xác khiến Tô Minh như dẫm trên đất bằng, phát huy hết tốc độ. Xung quanh hắn lao ra nguyệt dược vô cùng vô tận, còn có nguyệt dược to lớn vốn thuộc về tốc độ cũng theo sát, điên cuồng gào thét xông tới. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này như dùng bút vẽ đường chỉ ở trên trời, làm thành đường chỉ này là từng con nguyệt dược khiến Tô Minh đạp không mà đi, khiến cho người trông thấy kinh sợ khó thể tin vô số nguyệt dược lấy tu minh dẫn đầu nhanh chóng vẽ đường chỉ ở trên trời tựa mũi tên rời dây cung mà lao ra mắt tu minh tràn ngập sát khí tốc độ cực nhanh vượt xa tưởng tượng của tức độ ngay cả a công cũng không ngờ được gần như dây lát hắn đã ở giữa không trung đạp nguyệt dược tiến lên đứng ở trước mặt a công vốn thân hình đứng không vững vì bị tức độ đánh văng ra hắn dùng cơ thể của mình dùng cố chấp bảo vệ trước mặt a công hiện đã cực kỳ mệt mỏi mặc dù a công không biết vì sao nguyệt dực đột nhiên xuất hiện vì tô minh vì sao kích động kính lại hắn nhưng ông nhìn tô minh thì nở nụ cười dù ông đã rất mệt mỏi dù ông đã hiến tế sinh mạng dù khóe miệng ông còn chảy máu nhưng bây giờ ông lại rất vui vẻ bởi vì tô minh thực sự đã trưởng thành rồi hắn có thể giúp đỡ cho a công bóng dáng gầy yếu hiện giờ trong mắt a công thực sự lớn rồi như núi vậy tức đồ Tù mình biết tu vi của mình không đủ để cuồng vọng cho rằng có thể chiến thắng tức đồ Hắn muốn dùng lại rất nhiều nguyệt dược, dùng ý chí để đám nguyệt dược chiến đấu thay. Đây chính là ý nghĩ mơ hồ lúc trước xuất hiện rồi dần hình thành. Giây phút hắn hô lên hai chữ tức độ, tu mình đứng trước mặt A Công, dùng thân thể bảo vệ ông, nâng tay phải lên nắm huyết lưng mâu, 243 sợi máu khoảnh khắc ngưng tụ chồng chất thành một sợi, mạnh ném hướng tức độ huyết lân mâu phát ra tiếng rít kinh người đem lực lượng khí huyết của tu minh tập trung một chỗ dung nhập vào huyết lân mâu khiến cho mâu như xé rách không gian tựa tia chớp đỏ vọt tới hướng tức độ cùng lúc đó ý chí của tu minh bao trùm tất cả nguyệt dực khiến cho các nguyệt dực xung quanh phát ra tiếng rít sắc nhọn điên cuồng xông tới nguyệt dực bay đầy trời cũng ở trên không trung vẽ ra hình ảnh khó miêu tả trong đó các nguyệt dực bay nhanh cùng với trường mâu lao thẳng tới tức độ thậm chí là nguyệt dược to lớn vốn thuộc về lão cũng rít gào xông tới. Vô số nguyệt dược lấy trường mâu làm mũi nhọn, ở trên không trung thành hình dạng mũi tên, thoáng chốc tới gần tức đồ, vẻ mặt hoảng sợ muốn hủy diệt lão. Lão từ chỗ nguyệt dược lấy được lực lượng khai trừng, bây giờ không thể tránh khỏi bị nguyệt dược lấy lại. Tức đồ mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi ra sau, cảm giác muốn bái lại nguyệt dược bay quanh người Tô Minh càng lúc càng mãnh liệt. Lão thống khổ nâng lên tay phải, một ngón tay mạnh đâm vào ngực, Dường như có khối đen chớp mắt khuếch tán vòng quanh người thì cái loại cảm giác này mới mất đi. Nhưng hiển nhiên làm như vậy phải trả cái giá lớn khiến cho lão lung lay, mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra điên cuồng. Lão ngửa đầu rống hướng vô tận nguyệt giựt và huyết lân mâu đang lao tới. Theo tiếng rống chỉ thấy luồng sáng đen bay ra khỏi miệng lão, ở trước mặt hóa thành cái đỉnh lô đen to cỡ hình người. Bên ngoài đỉnh lô điêu khắc vô số mặt người đau khổ, có kêu gào, có dữ tợn, có khóc lóc, cũng có sự phẫn nộ gầm rống không ra tiếng toàn bộ đỉnh lô tỏa ra hơi thở âm trầm sau khi xuất hiện khiến xung quanh như bị đông lại chú ý cái đỉnh lô này lúc trước hắn từng sử dụng một lần vật ấy ẩn trưa lực lượng kỳ lạ nếu không phải ta dùng bảy trăm hiến tới sinh mạng sẽ không cách nào chống cự nhưng lão không thể phát huy hết sức sử dụng xong sẽ trở nên yếu ớt a công biến sắc mặt vội nói Các người đi chết cho ta tức độ vẻ mặt hung tợn phun ra ngụm máu lên cái đỉnh lô lập tức cái đỉnh lô khuếch tán ánh sáng xanh u ám theo độ khuếch tán thân thể tức độ lập tức khô héo tựa như máu thịt và sinh mệnh lúc này bị đám mặt người thống khổ trên đỉnh lô hút đi thoáng chốc đỉnh lô biến lớn cỡ 10 mét hơi thở tang thương càng đậm đặc mấy lần bên trên lấp lóe ánh sáng u ám rất nhiều mặt người điêu khắc trở nên sống động thanh đan tuôn ra khỏi đỉnh lô sau khi mặt người xuất hiện từng tiếng đau đớn vang vọng khắp đất trời Cùng lúc đó, huyết lưng màu của tù Minh và Vô Số Nguyệt dực đã xé gió tới rồi. Hai bên đều là một đám, trong chớp mắt tựa như hai đám mây đen đụng vào nhau, hình thành lực lượng chấn và tiếng nổ mãnh liệt. Trong tiếng nổ, những mặt người tựa bong bóng vỡ tan, bị nguyệt dực xông vào điên cuồng xé nát, nhưng dù là như vậy, nhưng đơn độc một nguyệt dực sẽ không mạnh lắm, thường sau khi xé rách mặt người thì cũng hóa thành xương đỏ rồi bay lên trời mà tan mất, nhưng những mặt người khi bị xé nát thì không còn vẻ thống khổ mà lộ ra sự giải thoát dường như chúng nó xuất hiện không phải chiến đấu mà vì tìm chết, tìm nguồn gốc không đau khổ nữa. Đám người đó có một phần từng thuộc về Hắc Sơn Bộ Lạc, cũng có một số là thuộc về U Sơn Bộ Lạc, U Long Bộ Lạc. Những người chết đã mất tích nhiều năm, có số ít không biết tức đồ từ đâu tìm tới, dùng nhập vào khí cụ tà man hiến tế thành oan hùng. Tiếng nổ không ngừng quanh quẩn như muốn phá hủy mọi thứ tại đây. Huyết lần mù tập trung toàn bộ sức mạnh của Tô Minh khi nguyệt dực xung quanh tấn công và xé rách mặt người đau khổ đằng trước thì nó thế như chẻ tre xuyên qua đám mặt người đâm vào cái đỉnh lô to lớn khoảnh khắc nó đâm vào đỉnh lô huyết lương mâu mạnh chấn động bắt đầu từ mũi mâu lan tràn tan vỡ tới toàn thân mâu huyết lương mâu hóa thành vô số mảnh vỡ lần nữa rơi trên đỉnh lô đỉnh lô chấn động kịch liệt vốn một kích của tu minh không thể tạo thành thương tổn cho nó nhưng khi huyết lương mâu lấy tan vỡ làm cái giá bùng phát lực lượng mạnh nhất trong đời khiến đỉnh lô chấn động xuất hiện một vết nứt nhỏ Cùng lúc đó, vô số nguyệt dực rít gào lao tới, không ngừng điên cuồng đụng vào cái đỉnh lô, khiến vết nứt ngày càng lớn. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng kỳ thực chỉ vài giây, chỉ nghe thanh âm như xé trời rạch đất, đỉnh lô vỡ thành hai nửa rơi xuống đất. Khoảnh khắc đỉnh vỡ ra, tức độ phun búng máu, cơ thể lão đảo vội lùi ra sau, nhưng lão lại nghe răng cười. Đỉnh sạc Bên tù mình cũng bởi vì huyết lưng mâu tan vỡ mà miệng mồm đầy máu, khuyết Lương mâu là man khí đầu tiên hắn có được, cùng hắn trải qua trận chiến với U Sam ở phong quyến, trận tàn sát đẫm máu vài ngày trước lúc bộ lạc rời đi, bây giờ khi nó bị phá hủy, Tu Minh bị thương không chỉ là thân thể, còn có tâm tình luyến tiếc nữa. Nhưng tâm tình không nỡ này bị Tu Minh đè ép, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới, chỉ thấy đỉnh lô vỡ làm hai rơi xuống đất, bên trong tuôn ra rất nhiều khối đen, ngưng tụ lại hóa thành mặt người to lớn. Nó rống gầm, bay lên trời, mặt to hơn 10 mét, miệng há rộng, có thể nuốt cùng lúc vài người như Tô Minh. A Công đứng sau lưng Tô Minh biến đổi sắc mặt, xông lên trước định đẩy hắn ra, liều mạng ngăn cản cái mặt to này. Nhưng mà Tô Minh lại tiến lên một bước, cũng chắn trước mặt A Công. Hắn duỗi ra đôi tay, lập tức các nguyệt dược đỏ mắt lao thẳng tới chỗ Tô Minh. Chớp mắt tới gần, từng nguyệt dược tập trung trên người Tô Minh, bao phủ từng lớp từng lớp. Nguyệt dược to lớn vốn thuộc về tốc độ cũng lao đến. Giây phút mặt to phía dưới lao đến cắn nuốt, thân thể tu minh bị thực nhiều nguyệt dực bao phủ trong trời đất hình thành một nguyệt dực càng khổng lồ thoạt nhìn là một con nhưng kỳ thực là do vô số nguyệt dực ngưng tụ mà thành lửa một tiếng kinh thiên động địa truyền ra từ người nguyệt dực khổng lồ thanh âm kia là của tu minh nhưng cũng thuộc về các nguyệt dực theo thanh âm xuất hiện từ người nguyệt dực khổng lồ bùng phát ra khí thế mạnh mẽ khí thế này không thuộc về tu minh mà là các nguyệt dực cơ thể tu minh giống như trái tim nguyệt dực vậy Tinh thần của hắn tương đương với ý chí của Nguyệt Dực. Hắn có thể khống chế thân hình Nguyệt Dực khổng lồ. Khi thốt ra một chữ lửa, xung quanh Nguyệt Dực giáng xuống thật nhiều ánh trăng, hóa thành biển lửa bạc. Lấy ở giữa làm trung tâm, Nguyệt Dực ở không trung lan tràn ra. Biển lửa bạc bùng nổ khuếch tán, mặt người to lớn lao lên định cắn nuốt lập tức lộ ra thống khổ. Bị biển lửa bao bọc, nó thống khổ hét thảm, cùng với Nguyệt Dực khổng lồ có tô minh bên trong bị bao phủ hơn 10 mét thiêu đốt thành tro bụi gần như lúc mặt người bị thiêu cháy, nguyệt như khổng lồ bay vòng quanh biển lửa bạc thẳng hướng tức độ phương xa. Tức độ mặt tái nhợt, con mắt trợn to, mãi đến giờ lão vẫn không thể tin điều mình nhìn thấy. Nhưng dù sao lão cũng là cường giả khai trường cảnh, có kinh nghiệm chiến đấu tràn đầy. Lão lùi ra sau, đem tô minh thành kẻ địch nguy hiểm hơn cả mặt tăng. Thành tác anh! Tức độ nâng lên tay phải chỉ hướng không trung, lập tức chỗ thịt nát giữa trán xuất hiện khe rảnh. Giống như lúc Nam Tùng thi triển cái thuật này nhưng phía tức độ thì khe hở trực tiếp lan tràn từ mặt chảy tới bụng giống như cả người lão bị cắt ra luồng khối xanh đậm đặc từ khe hở trong người lão tuôn ra vòng quanh người tức đồ hình thành cái xiềng xích khối xanh xích khối này từng từng xoay tròn quanh người tức đồ từng vòng hình thành gợn sóng tản ra xung quanh khí thế cực kỳ mạnh mẽ khuất tán ra thành tác man man thuật mạnh nhất của hắc sơn bộ lạc nằm đó đứng trung hàng với trảm tam sát ô sơn bộ lạc nhưng uy lực càng ổn định hơn thuộc này thi triển trong tay manh sĩ -sí khai trần cảnh thì uy lực lớn hơn rất nhiều. Mặt của A Công mặt tan tái nhật, trầm giọng nói nhanh. A Công biết rõ thuộc này cũng là hiến tế sinh mạng, dù là ông chiến đấu với tức đồ cũng không thể ép lão thi triển. A Công biết điều đó, nó có liên quan đến tính cách tức đồ. tính cách lão ích kỷ, căn bản không để ý sự chết sống của tộc nhân. Dù tất cả chết hết, chỉ cần lão còn sống thì hát sơn bộ lạc vẫn có thể nhanh chóng bành trướng ra giây phút ông mở miệng tức độ bị vô số xiềng xích xung quanh vòng quanh vẻ mặt hung tợn gầm một tiếng tay phải mạnh hạ xuống chỉ hướng nguyệt dược khổng lồ có tù minh giấu ở trong vô số xích xanh phát ra tiếng ù ù bay thẳng đến nguyệt dược khổng lồ trong lúc lao lên xích xanh không ngừng biến lớn đến cuối cùng gần như liền thành một sợi chỉ khoảnh khắc tới gần nguyệt dược đang lao tới tốc độ quá nhanh gần như hòa hợp với đất trời trong chớp mắt đã xuất hiện xung quanh nguyệt dược khổng lồ trói lại nguyệt dược khổng lồ Chết cho ta Tức độ hung tợn rống to Nâng lên đôi tay giống như đang khống chế xích sắt Mạnh giật Bỗng chốc xích sắt trối chặt nguyệt giật Bị siết chặt trong một cái chuỗi tiếng chứng. Tu vi của tu minh không đủ khả năng uy hiếp Mạnh thuộc khai trường cảnh Có chỉ là thân hình mạnh mẽ của vô số nguyệt giật Hiện giờ bị xích xanh siết lại Hắn dùng ý chí khống chế Nguyệt giật lập tức điên cuồng dễ dụa hai bên đụng chạm trong chớp mắt diện xích xanh lập tức vỡ ra một đoạn nhưng nguyệt dực cũng lung lay có sương đỏ bay lên trời. Hiển nhiên va chạm nhau khiến cho có một số nguyệt dực mà chết đi. Nguyệt dực không ngừng dễ dụa, xích xanh càng siết chặt. Mỗi khi xích xanh vỡ một đoạn là tiếng nổ lại vang vọng, khiến cho nguyệt dực tuôn ra nhiều sương đỏ trả cái giá cực kỳ lớn. Trên mặt tức đồ gồ lên gân xanh, đôi tay sắp hợp lại nhưng bây giờ cách ba tức lại khó thể hợp thành. Đôi tay rung rẩy, lão cắn đầu lưỡi phun ra máu, máu tươi hóa thành cánh tay màu máu dung nhập vào trong tay giống như xuất hiện sức mạnh khiến cho khoảng cách ba tức rút ngắn còn một tức cùng lúc đó bên trên xích xanh hiện ra tơ máu lực siết chớp mắt tăng lên đùng một tiếng cứa sâu vào người nguyệt dực khiến cho nguyệt dực bốc lên càng nhiều xương đỏ đã chết rất nhiều con tù minh ở trong nguyệt dực miệng mũi trào máu hắn cảm nhận đau đớn là do vô số nguyệt dực thống khổ gào thét còn chưa chịu chết tức độ vỗ vào đầu đang muốn không để ý tất cả mà tăng mạnh lực lượng thì a công mặt thang ở phương xa chẳng chút chần chờ mệt mỏi bay ra vùng đôi tay lên lập tức sau lưng ông hiển hóa ra đắng đen toàn thân đầy vết thương nó há cái miệng gầm rống theo a công xông hướng tức đồ a công lúc này đã trọng thương bây giờ toàn thân đầm bảy cốt châm đã dùng hiến tế sinh mệnh để đổi lấy ông đã khó có thể chiến đấu tiếp rồi nếu mà tu minh không đến bây giờ ông chỉ còn cách tự nổ sợi máu đổi lấy manh công hắc sơn bộ lạc bị thương nặng thôi nhưng ông biết manh công hắc sơn bộ lạc đã sớm đề phòng cho nên cứ giữ lại không muốn ép mình quá chặt chết uổng công nhưng bây giờ là một cơ hội có thể trọng thương tức đồ cho tô minh cơ hội cái giá là sinh mệnh bản thân nhưng a công không hối hận lúc ông lao ra tô minh rõ ràng cảm nhận được ý niệm bi tráng phát ra từ người a công mắt hắn đỏ lên dù có học được bình tĩnh thì bây giờ cũng trở nên sốt ruột một khi hắn nóng nảy vốn là dùng ý chí ngưng tụ nguyệt dực lại nên cũng khiến nguyệt dực sốt ruột theo Vài phút A Công xông hướng tức độ, nguyệt dược bị xích xanh tối chặt bỗng bày tứ tán, lộ ra bên trong Tô Minh đứng trên mình một con nguyệt dược, bởi vì chúng nó tản ra, xích xanh nhanh chóng lao thẳng tới Tô Minh. Nhưng lúc này đám nguyệt dược có con học máu, có con trực tiếp nổ tung, hóa thành thực nhiều máu vòng quanh xích xanh sắp tới gần Tô Minh. Chúng lại lần nữa lấy Tô Minh làm trung tâm, ngưng tụ lại. Chẳng qua lần này ngưng tụ không phải hình dạng nguyệt dược mà hóa thành người khổng lồ cao khoảng 10 mét, người khổng lồ hình dạng mơ hồ, không thấy rõ mặt nhưng giữa trán có một cái đồ đằng ngọn lửa. Xích xanh bởi vì người khổng lồ xuất hiện tựa như vốn có trong thân thể bị người cao lớn giữ chặt bên trong. Khoảnh khắc người khổng lồ xuất hiện, trời đất chấn động, dưới đất nằm ngọn núi u sơn lung lay, ngay cả mặt đất cũng không ngừng rung rinh. Trong rừng cây cách đó không xa lắm, trên cành cây khô có một con khỉ nhỏ lông đỏ bám chặt thân cây, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt nó lộ ra vẻ sốt ruột và sợ hãi, không ngừng gào thét nhưng không dám đi lên, trên trời theo người khổng lồ xuất hiện, chỉ thấy ánh sáng trăng tròn càng mãnh liệt gấp vài lần. Ánh trăng đỏ chiếu trên mặt đất, biến mảnh đất này thành địa ngục đỏ. Vô số ánh trăng mãnh liệt tập trung trên thân người khổng lồ, bốc lên cao hóa thành biển lửa bạc. Biển lửa mênh mông trông như ở phía sau lưng người khổng lồ hình thành hỏa thú to lớn. Lúc này người khổng lồ mở mắt ra, trong mắt có bóng huyết nguyệt, nó sải chân đi nhanh hướng tốc độ, bước chân rất lớn, còn tới trước cả A Công tới gần tốc độ nữa, đánh ra một đấm, sau lưng nó biển lửa bạc bốc lên lao thẳng tới chỗ tức đồ tức đồ không lùi lại vẻ mặt dữ tợn gầm một tiếng giây phút thuốc ra lời lập tức thân thể người khổng lồ có tu minh bên trong mạnh chấn động trong người truyền ra từng tiếng trầm đục là xiên xích xanh nổ tung hóa thành luồng khí xanh chui ra xem hình dạng dường như muốn hình thành xiên xích khác nữa xích xanh nổ khiến cơ thể người khổng lồ rung lên rất nhiều sương đỏ bay lên trời, thân thể nhanh chóng biến nhỏ. Nhưng một quyền này, người khổng lồ kiên quyết không quan tâm thân thể tổn thương, nhất quyết mà đánh ra. Tức độ mặt biến đổi, màu chóng lùi ra sau, hai tay để trước ngực, không biết lão thi triển man thuộc gì, chỉ thấy đôi tay chớp mắt biến thành như cây khô ngăn cản phía trước. Người khổng lồ một quyền đánh vào tấm trắng đôi tay khô của tức độ. Tiếng chứng khuất tán khiến thân thể tức độ rung lên, học máu, Cùng lúc đó, đôi tay nổ tung, thành thịt nát bay tứ tán, cả người bay ra ngoài. Người khổng lồ mắt chợt lóe, trên người cũng có vết thương do xích xanh tan vỡ tạo ra, nhưng nó vẫn bước nhanh đuổi theo sau, tức đồ bị đánh văng ra, miệng mồm trào máu phát ra tiếng rít sắc nhọn. Ngay sau đó, bên ngoài thân thể của người khổng lồ vòng quanh nhiều luồng khối xanh từ bỏ ngưng tụ, dùng tốc độ vượt xa Tô Minh bay thẳng tới tức đồ. Từng luồng khối xanh chui vào người tức đồ, dưới con mắt của tu minh và a công thân thể tức độ nhanh chóng lạnh lặng lại chớp mắt đôi tay lại hiện ra mắt lão ửng hồng dường như đã hoàn toàn hồi phục đến giai đoạn đỉnh cao Thanh tác man là hướng tới sinh mệnh hiện giờ hắn dùng sự sống trị thương chỉ có thể thi triển lần này trong thời gian ngắn sẽ không thể thi triển thanh tác man thuộc được nữa ánh mắt a công nghiêm túc lập tức mở miệng lúc a công vừa thốt ra thì mắt tức độ chật lóe tia sáng dù sắc mặt của lão hồi phục bình thường nhưng đáy mắt ảm đạm chỉ là phẫn nộ đạt tới cực điểm lão là khai trường cảnh nhưng lại bị ép hiến tế sinh mệnh để hồi phục mình điều này khiến cho lão khó có thể chấp nhận lão không thèm nhìn a công mặt tan mà chăm chú nhìn người khổng lồ có tu minh bên trong có thể ép lão phụ đến đây người chết cũng nên tự hào trận chiến này đã kết thúc rồi hôm nay ngươi và a công của ngươi chết chắc rồi mặt tan lúc trước đâu với ngươi lão phu chỉ thi triển chút ít tà man Hiện giờ cho ngươi và hắn mở mắt Xem cái cách cường giả khai trần cảnh thi triển tà man ra sao Tức độ rất e ngại tu minh hiện tại Không đến bất đắc dĩ thì lão hoàn toàn không muốn thi triển thuộc tà man này Thuộc này thương tổn rất lớn với lão Bản thân hoàn toàn lành lặng mới phát động được Nếu không thì cái giá phải trả Ngay cả lão cũng khó có thể chịu được Người khổng lồ nhấc chân lên Đang muốn tới gần Chỉ thấy tức độ mạnh duỗi cái đôi tay ra Cả người ở giữa không trung quỳ hướng phương Bắc vẻ mặt cuồng nhiệt ngửa đầu gào thỉnh tà man trong thiên địa tuân theo ước hẹn giáng xuống thế gian lão nói xong lời này huyết nguyệt như biến tối đi các ngôi sao ở trên trời cũng trở nên tối tăm khí thế khó thể miêu tả từ trời đất ngưng tụ lại hoàn toàn yên tĩnh nhưng tim tu mình lại đập nhanh cơ thể hắn vào lúc này như bị đông lại theo khí thế kia ngưng tụ thành khuôn mặt của a công mặt đang tái nhợt khóe miệng tràn ra máu tươi dường như không thể chịu đựng được uy nhiếp của khí thế kia. Là ai quay dậy ta ngủ say? Là ai triệu hoang ta? Một thanh âm quanh quẩn trong độ tu minh và A à công, nó bỗng nhiên hiện ra, lộ tăng thương, âm u, khiến người nghe kinh sợ. Hết tập 19 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.